Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2021. Em lại tiếp tục tổng hợp tất cả những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng. Có nào mà đúng chân một trong những mẫu xe nào hiện đang bày bán tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mà mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Chiếc đầu tiên là chiếc Fadin, có năm sản xuất 2021, một mẫu xe nguyên bản từ nhà máy sản xuất. Em vừa mới mua hôm qua các bác nhá. Em chỉ bán chiếc này ngoài tỉnh các bác nhá, trong tỉnh Hải Phòng thì là các bác cứ đến trực tiếp nhà máy mua. Còn đây là phần nội thất của xe này. Nội thất của nó nguyên bản các bác nhá, vẫn còn bọc lớp ni lông. Mới chạy được có 51 cây từ nhà máy về đây. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 296 triệu đồng. 296 triệu đồng cho một mẫu xe Fadin sản xuất 2021 các bác nhá. Và đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Mercedes sản xuất 2001. Phiên bản là số tự động, máy 2.4, máy xăng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 148 triệu đồng cho một mẫu xe Mercedes bản sedan 2 đầu. Đây là một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, số tự động. Rất đẹp các bác nhé. Máy chất gầm chắc, cô số ngọt, rất là nhiều chức năng tiện ích. Với giá tiền 148 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Mercedes E240 mang biển kiểm soát 15A Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ. Và đây là một mẫu xe Kia, Kia Lusu các bác nhá, Sulu, sản xuất 2009. Phiên bản là số sàn, máy của nó là 1.6, máy xăng. Đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, số sàn, máy 1.6, đăng ký 5 chỗ ngồi, rất khu khoằm, an toàn đào vàn các bác nhé. Với giá tiền 279 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia này, đăng ký 5 chỗ ngồi, rất là rộng rãi. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Daewoo Lachatti. Daewoo Lachatti sản xuất 2008 các bác nhá, 2008. Phiên bản là số sàn, máy 1.6, máy xăng, một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 148 triệu đồng các bác này, 148 triệu đồng. Toyota Vios sản xuất 2010. Phiên bản là số sàn, máy 1.5, con này là bản Nemo lâm kịch đồ các bác nhá. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 199 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Honda Civic. Honda Civic sản xuất 2008, số tự động, máy 1.8, máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 269 triệu đồng, bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc các bác nhé. Và đây là một mẫu xe Ford Focus.
Ford Focus sản xuất 2007 các bác nhá. 2007. Phiên bản là số sàn, máy 2.0 máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 158 triệu đồng cho một mẫu xe Ford Focus. Và tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe sản xuất 2003. Phiên bản là số tự động, máy dầu. Hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Trước này bên em đang chào bán với giá là 239 triệu đồng các bạn này. 239 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Santa Fe. Hàng nhập khẩu các bác nhá. Mang biển kiểm soát Hà Nội. Và Toyota Innova thì bên em có khoảng tầm 40 con. Từ đời 2016 cho đến đời 2019 các bác nhá. Và phía xa xa kia là một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2018 các bác nhá, 2018. Phiên bản là số sàn. Máy của nó 1.25 tư nhân một chủ tư mới. Trước đấy bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng các bác nhá, 245 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning. Sơn xi màu trắng ngọc trinh. Đấy, Innova về ngập bãi các bác nhá. Từ đời 2006 cho đến đời 2019 các bác nhá, có cả. Giá tiền chỉ có 240 triệu đồng cho đến 630 triệu đồng các bác nhá. Toàn Innova, nhiều như lợn con luôn. Và phía dưới đây là một mẫu xe Kia Carrera này. Kia Carrera sản xuất 2012, số tự động, máy 2.0, máy xăng, mang biển kiểm soát Lào Cai 24A này. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 318 triệu đồng các bác nhá, 318 triệu đồng. Đây là một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ, biển Lào Cai, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Và tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Chevrolet Aveo. Chevrolet Aveo sản xuất 2017 các bác nhá, 2017. Sơn xi màu trắng mang biển kiểm soát Sài Gòn 51G. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Aveo. Và đây là một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng, đó là một mẫu xe Daewoo Gentra. Daewoo Gentra có năm sản xuất 2008 có nhá, 2008. Phiên bản là số sàn, máy 1.5. Với giá tiền là 140 triệu đồng các bác nhá cho một mẫu xe Daewoo Gentra mang biển kiểm soát Hà Nội 30F31285. Một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng. Chỉ có 140 triệu đồng các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Hyundai Grand i10. Hyundai Grand i10 sản xuất 2015. Số tự động, máy 1.0 máy xăng, tư nhân một chủ tư mới, mang biển kiểm soát Hòa Bình. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 338 triệu đồng các bác nhá, 338 triệu đồng cho một mẫu xe i10 nhập Ấn các bạn, bản hatchback một đầu, một chủ tự động. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai Getz. Hyundai Getz có năm sản xuất 2010, bản đổ bô lăng gật gù. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 172 triệu đồng các bác nhá. Hàng Getz thì hàng nhập khẩu. Nhập khẩu tôn vỏ rất là dày. Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhá. Và tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Chevrolet Vivante. Chevrolet Vivante sản xuất 2009 các bác nhá, số sàn, máy 2.0. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Vivante mang thương hiệu của nước Mỹ các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning sản xuất 2010. Nhập khẩu nguyên trước Hàn Quốc, số tự động, số rắc, máy eco. Với giá tiền 225 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning nhập khẩu. Và một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng, đó là một mẫu xe Fiat. Một mẫu xe Fiat sản xuất 2003. Phiên bản là số sàn,
số sàn máy của nó là 1.3 máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 50 triệu đồng các bác nhé. Và đây là một mẫu xe Daihatsu Lacetti CDX sản xuất 2010, phiên bản là số tự động các bác nhé, số tự động, máy 1.6 máy xăng, hàng nhập khẩu CDX. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng các bác nhé, 255 triệu đồng. Và Daihatsu Gencha có năm sản xuất 2009, phiên bản là số sàn, máy 1.5 máy xăng, một chủ từ đầu, với giá tiền là 155 triệu đồng, bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác. Hyundai Venla sản xuất 2010 các bác nhé, 2010, phiên bản là số sàn, máy của nó 1.4 máy xăng, với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 195 triệu đồng các bác này, 195 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Venla các bác nhé, nhập khẩu form mới. Toyota Vios sản xuất 2009 các bác nhé, 2009, phiên bản là số sàn, máy 1.5 máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 189 triệu đồng các bác này, 189 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá các bác nhé. Và đây là một mẫu xe Toyota Corolla Altis sản xuất 2008, phiên bản là số sàn, máy 1.8 máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 260 triệu đồng các bác nhé, 260 triệu đồng, bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác. Kia Morning sản xuất 2014, Larang đúc 4 bánh, sơn xi màu vàng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 185 triệu đồng, 185 triệu đồng bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác. Toyota Vios sản xuất 2010 bản Nimo, hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 195 triệu đồng các bác này, 195 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá các bác nhé. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhé, còn rất là nhiều các bác nhé. Bãi xe của em nằm ở thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với chùa Cao Linh các bác nhé. Và đây là một mẫu xe Audi hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, Audi A6 sản xuất 2006, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2009, phiên bản là số tự động, máy 2.4 máy xăng, một chủ từ đầu. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 338 triệu đồng các bác này, 338 triệu đồng các bác nhé. Và đây là một mẫu xe Toyota Wingo, Toyota Wingo sản xuất 2018 các bác nhé. Đây là một mẫu xe lướt. Trước này bên em đang chào bán với giá là 285 triệu đồng, tư nhân một chủ từ đầu, bản hatchback một đầu, máy 1.2. Và đây là một mẫu xe Vinagate, Vinagate có năm sản xuất 2010, bản đủ mua đăng cầm đồ, sơn xi màu đỏ, mang biển kiểm soát Hà Nội. Trước này bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng con này, 168 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Mitsubishi Altra sản xuất 2017 các bác nhé, 2017, số tự động, máy 1.2 máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 355 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Daihatsu Gencha sản xuất 2009, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2010, số tự động, máy 1.2 máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng các bác nhé, 235 triệu đồng trong một mẫu xe Daihatsu Gencha Gencha X. Hyundai ASEAN sản xuất 2015, phiên bản này là phiên bản số sàn, máy 1.4 máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 359 triệu đồng các bác nhé, 359 triệu đồng. Đây là một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Hải Dương. Và đây là một mẫu xe Hyundai ASEAN sản xuất 2012, con này là số tự động các bác nhé, số tự động, máy 1.4, hàng nhập khẩu. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là
358 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai ASEAN 2 nhập khẩu. Và bên cạnh đây là một mẫu xe này là mẫu xe Hyundai Grand i10. Hyundai Grand i10 sản xuất 2017 các nhà, form mới này. Số tự động máy 1.2. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 362 triệu đồng các nhà, 362 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe i10 sản xuất 2016, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Con này là bản thiếu số sàn. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 262 triệu đồng một mẫu xe i10 nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, sản xuất 2016. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota, Toyota Vios sản xuất 2016, số sàn máy 1.3 máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 310 triệu đồng. Đây là một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Và đây là một mẫu xe Mazda 3S sản xuất 2009, số tự động bản full, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Trước này bên em đang chào bán với giá là 320 triệu đồng các nhá, 320 triệu đồng. Giá trên em còn bớt các nhá. Bớt bao giờ các bác mua được xe thì thôi, bớt thoải mái. Và đây là một mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios sản xuất 2011. Với giá tiền là 209 triệu đồng, 209 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá các nhá. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lạnh, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhá. 209 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Mazda 2S sản xuất 2014, phiên bản là số tự động, cũng như số tự động máy của nó là 1.5 máy xăng, với giá tiền là 338 triệu đồng cho một mẫu xe Mazda 2S các nhá, số tự động máy 1.5, xe gia đình tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Và đây là một mẫu xe này, mẫu xe Hyundai sản xuất 2008, mẫu xe tập đi tập lái chạy mưa chạy nắng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 136 triệu đồng các nhá, 136 triệu đồng mẫu xe Hyundai nhập khẩu này, đang nhập khẩu tôi có rất dày dòng Hyundai máy móc. Hyundai Grand i10, Hyundai Grand i10 sản xuất 2014 các nhá. 2014. Con này là bản đủ tên tư nhân biển Hải Phòng. Với giá tiền là 225 triệu đồng. 225 triệu đồng cho một mẫu xe i10 sản xuất 2014, sơn xi màu trắng ngọc trinh. Bản đủ đề lộ rất là tốt, tích hợp trên vô lăng gương kính chỉnh điện một xe nguyên bản các nhá. Xe bên em còn rất là nhiều. Phía dưới đây còn khoảng gần 20 con nữa các bác nhá. Còn Innova thì 40 con, từ đời 2006 cho đến đời 2019 có cả các bác nhé. Có nào mà yêu thích dòng Innova thì cứ alo cho em sẽ gửi clip riêng cho các bác xem. Và đây là một mẫu xe này là mẫu xe Trendless Avell. Trendless Avell sản xuất 2015, số sàn máy 1.5. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng các bác nhé. 235 triệu đồng bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác. Và đây là một mẫu xe Hyundai ASEAN sản xuất 2013, phiên bản là số sàn máy của nó là 1.4, hàng nhập khẩu nguyên chiếc toàn quốc, mang biển kiểm soát Thái Bình. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 319 triệu đồng có nhá, 319 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai ASEAN nhập khẩu. Và đây là một mẫu xe này là mẫu xe Daewoo Gencha. Daewoo Gencha sản xuất 2010, số sàn máy 1.5. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 158 triệu đồng con này, sơn xi màu bạc các bác nhé, mang biển kiểm soát Hà Nội. Và hai chiếc Kia Sedato này thì em đã bán rồi các bác nhé. Đấy, con này đây, em đã rút hồ sơ rồi. Và đây là một mẫu xe này là mẫu xe Trendless Cruise sản xuất 2010, số tự động máy 1.8 máy xăng.
Chốt này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng bao hồ sơ và bao ship toàn quốc đâu nhé. Số tự động, đây là một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ biển Lào Cai. Và đây là một mẫu xe Toyota. Toyota Vios sản xuất 2015. Phiên bản là số sàn, máy của nó là 1.3 máy xăng, sơn xi màu trắng. Chốt này bên em đang chào bán với giá là 298 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân. Và đây cũng là một mẫu xe Toyota Vios này. Toyota Vios sản xuất 2011. Bản này bản G, số tự động, máy của nó 1.5. Chốt này bên em đang chào bán với giá là 315 triệu đồng. 315 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá các bác nhá. Larus túi khí ABS đầy đủ. Và đây là một mẫu xe Hyundai Getz. Hyundai Getz bản đủ, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới. Trước này bên em đang chào bán với giá là 179 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Getz các bác nhá. Hàng nhập khẩu, một chủ từ đầu, không taxi, không dịch vụ. Chỉ có 179 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Kia K3. Kia K3 sản xuất 2014. Đăng ký và lăn bánh lần đầu 2015. Phiên bản là số sàn, máy của nó là 1.6 máy xăng. Hiện tại chỗ này bên em đang chào bán với giá là 379 triệu đồng. 379 triệu đồng cho một mẫu xe Kia K3 các bác nhé. Và đây là một mẫu xe Kia Forte. Kia Forte sản xuất 2009. Phiên bản là số tự động các bác nhá, số tự động. Máy của nó 1.6 máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 309 triệu đồng. Bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Hyundai Grammy 10. Hyundai Grammy 10 sản xuất 2016 bản đủ, tư nhân chính chủ biển Thái Bình. Chốt này bên em đang chào bán với giá là 298 triệu đồng, bản sedan hai đầu, bản đủ các bác nhá. Để lộ cho ra tốt, tích hợp trên bô lăng, gương kính, chỉnh điện, cục xe, túi khí ABS đầy đủ các bác nhá. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng hợp tất cả những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.